Thật đây rồi, cho chị ở đây luôn đi. Đây. Ở đây nó. Đi đi, tao quay phim đi. Vô chưa? Chưa đó. Đi mua vé đi, vô. Mua chưa? Anh mày mua rồi. Ông trời, nó mua chổng hay sao? Chị Toàn đâu rồi? Để ra nắp tay cha kìa con. Không có biết đâu. Thôi được rồi đó. Gia đình thấy gì? Gia đình con làm chủ à. Hấp rồi. Bầu. Như bờ đời. Mét kìa. Ở từ từ. Rồi vô. Wow, cái vườn quá đẹp kìa. Cái gì? Vé của người ta xé hết luôn. Ừ. Để lụm lại cho mày đi nữa hay gì?